Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 22 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung đã gặp mặt đoàn đại biểu công đoàn Đắk Nông tham dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Đắk Nông tham gia hội thảo giao thương Việt Nam Campuchia. Khởi tố tạm giam 3 đối tượng cho vay lãi nặng. Thưa quý vị và các bạn, sáng 22 tháng 11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung đã gặp mặt đoàn đại biểu Công đoàn Đắk Nông tham dự Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông Đoàn Văn Sự đã báo cáo tình hình đoàn tham dự Đại hội. Theo đó, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra từ 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại Hà Nội. Đoàn Đắk Nông có 10 đại biểu dự Đại hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng các đại biểu được bầu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị các đại biểu chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị cho đại hội. Các đại biểu thực hiện tốt vai trò của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, nêu lên những mong muốn, tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên người lao động tỉnh Đắk Nông gửi gắm đến đại hội. Ngày 21 tháng 11 Tại tỉnh Ratanakiri, Campuchia, diễn ra hội thảo kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia. Tại hội thảo, đại diện Bộ Thương mại Campuchia và Bộ Công Thương Việt Nam đã trình bày các thông tin về hiệp định thương mại biên giới Việt Nam, Campuchia, bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam, Campuchia. Đại diện các tỉnh thuộc biên giới hai nước đã trình bày thông tin về thực tế hoạt động thương mại biên giới Việt Nam, Campuchia từ góc nhìn của mình. Các đại biểu đến từ hai nước đã có những trao đổi thông tin thảo luận về các vấn đề liên quan tới thương mại biên giới. Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp của Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa của mình. Đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phía Việt Nam và Campuchia có cơ hội giao lưu, kết nối để hợp tác thương mại trong tương lai gần. Sáng 22 tháng 11, tại thành phố Gia Nghĩa, cụm thi đua số 7, Hội cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Nông, Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Năm 2023, Cụm thi đua số 7 đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào, nội dung thi đua sắp thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của hội. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời động viên các thế hệ cựu chiến binh. Trong đó, phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh đạt hiệu quả. Hội cựu chiến binh 4 tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực để giúp cựu chiến binh giảm nghèo, tạo việc làm cho hội viên. Ngày 22 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Nam Xuân huyện Cờ Rông Nô, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phục dựng lễ hội cúng lúa mới của đồng bào dân tộc Thái. Lễ hội cúng lúa mới hay còn gọi là ăn cơm mới. Đây được xem là lễ hội quan trọng trong năm của đồng bào Thái, là dịp để người dân quây quần bên bữa cơm sum họp, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi. Lễ hội gồm phần lễ và phần hội Cuối nghi thức lễ, thầy cúng gieo quẻ âm dương và cầm ống rượu cần mời các bậc trưởng lão, khách quý rồi lần lượt đến người dân cùng khai hội, thưởng thức các món ăn truyền thống như cơm lam, xôi cốm, thịt sông khói, cá sông khói, cùng nhau nhảy sạp, khắp thái, điệu xòe thái quanh cây nêu. Tại lễ phục dựng cúng luôn mới, đông đảo người dân và du khách tham gia đã được hòa mình vào không khí lễ hội với những chương trình văn hóa thể thao đặc sắc của địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng Lê Ngọc Quý, Bùi Ngọc Thanh và Vương Huỳnh Phúc, cùng chú tại huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo nội dung vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại, khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng đi xác minh rồi mới cho khách vay từ tháng 3 năm 2023 đến đầu tháng 11 năm 2023, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho nhiều người dân ở thành phố Giang Nghĩa, Đắc Minh, Đắc Song, Đắc Giờ Lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng một người, dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi, theo ngày với lãi suất từ 451% trên năm đến 556% trên năm kèm theo một số quy định khác. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại